Xin chào các bạn, đến với kênh Mr. Coin hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái sàn Uniswap Cái dự án Uniswap với đồng coin Uni Đây là một trong những cái dự án mà mọi người tin tưởng khá là nhiều trên giới crypto Và mình khá chắc là đây là một cái đồng coin thuộc cái dạng coin top Mà khi mà đầu tư crypto thì mọi người cũng sẽ nghĩ tới rất là nhiều Đúng không ạ? Nếu mà đầu tư hâu lâu dài thì chắc hẳn là nhiều người chúng ta sẽ khuyên cáo bạn bè của mình Hoặc là ngay cả, ngay cả chúng ta cũng sẽ hâu cái đồng coin Uni này thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin về cái dự án Uniswap và đồng coin Uni thì các bạn thể nắm được tổng quan cái đồng coin này và đặc biệt thì mình cũng sẽ phân tích kỹ thuật để mà chia sẻ các bạn xem là nếu mà năm 2023 này nó tăng trưởng đẹp thị trường crypto lên thì cái đồng coin Uni này có thể tăng từ cái mức nào đó nên là rất mong các bạn thể dành chút thời gian để theo dõi video ngày hôm nay đầu tiên thì Uniswap là gì Uniswap là một cái sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu ở trong thế giới crypto. Các bạn biết là ở trong thế giới crypto chúng ta có hai loại sàn, đầu tiên là những cái sàn giao dịch theo hướng tập trung như là Coinbase như là Binance thì nó cũng vận hành giống như là những cái sàn chứng khoán truyền thống hoặc là những sàn forex. Họ vận hành những cái máy chủ riêng đó rồi họ uh, cầm tiền chúng ta, chúng ta sẽ phải uh, tin tưởng rằng là những cái công ty vận hành sàn này họ sẽ không cầm tiền chúng ta đi làm những cái mục đích rủi ro. Thì đó là cái mô hình hoạt động uh, truyền thống Nó rất là tiện Đa phần mọi người sẽ sử dụng những sàn uh, tập trung như vậy uh, Tuy nhiên thì ở Trong cái mùa downtrend 2022 năm ngoái Chúng ta biết rằng là uh, Có rất là nhiều sàn theo hướng tập trung truyền thống như vậy Nó đóng Không có chúng ta rút tiền Và có những sàn như là FTX thì sập luôn Vậy là hóa ra là những sàn này Chúng ta gửi tiền vào chúng ta trade đó, Chúng ta nghĩ rằng là Những sàn này họ chỉ lưu giữ tiền của mọi người Ở đó thôi À, rồi kết quả trading như nào thì họ cho chúng ta rút cái phần mà của chúng ta à, nhưng mà không phải như vậy thực tế là rất là nhiều sàn họ cầm tiền chúng ta đi để họ đầu tư rất là rủi ro à, giống như là FTX vậy và khi mọi người rút tiền ồ ạt thì những cái sàn này đã, đã không trả được tiền đâu cho mọi người và đã sập sàn thì đó là cái vấn đề đối với cả cái mô hình sàn giao dịch tập trung truyền thống ở trong thế giới crypto đó thì nó chỉ khác biệt so với cả những sàn ở trong Forex, ở trong chứng khoán ở một điểm là những cái sàn ở trong crypto thì nó kết nối với blockchain thôi và nó có thể chuyển coin ra vào này kia thôi, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là cái mô hình sàn truyền thống. Nên là nó bị những vấn đề như vậy. Thì kể từ năm 2017 2018 thì chúng ta mới có một cái thể loại sàn thứ hai là sàn khi tập trung. Những cái sàn này thì nó được xây dựng và vận hành hoàn toàn ở trên blockchain. Đó các bạn lưu ý nhá những sàn tập trung như là Binance, Coinbase thì nó kết nối với blockchain nhưng mà nó vận hành ở trên một cái máy chủ riêng của nó đó chứ nó không được vận hành ở trên blockchain nên nó không minh bạch còn những cái sàn phi tập trung á, thì nó vận hành và được xây dựng hoàn toàn ở trên blockchain nên tất cả mọi cái vận hành dữ liệu này kia của nó là đều minh bạch mọi người đều thấy rõ ràng hết hoàn toàn mở và rất là minh bạch và ngoài ra thì chúng ta thậm chí là không cần phải gửi tài sản vào sàn chúng ta mới có thể giao dịch những cái sàn như Binance, như Coinbase bắt buộc các bạn phải gửi tài sản vào sàn trước đã. Sau đó các bạn giao dịch. Các bạn không biết là cái dòng tiền bên trong sàn nó như nào. Rất là rủi ro. Mà đối với những sàn phi tập trung thì chung, các bạn thậm chí là không cần phải gửi tài sản vào. Các bạn có thể giao dịch trực tiếp từ cái ví cá nhân của các bạn luôn. Rất là an toàn. Lý do là bởi vì tất cả mọi thứ nó đều vận hành ở trên cùng một cái blockchain. Cái sàn ở trên blockchain này. Cái ví các bạn cũng ở trên blockchain. Đó nên là vì bản chất là các bạn sẽ không cần phải gửi tiền vào trong sàn. bạn vẫn có thể trade được, vẫn có thể giao dịch được, thì đó là cái hay của sàn phi tập trung. tiếng anh thì người ta gọi cái sàn phi tập trung người ta gọi là decentralized exchange, gọi tắt là dex, đó dex. Nên là trong video này mình sẽ dùng luôn phiên hai cái từ này, sàn phi tập trung và dex nó cùng một ý nghĩa, đó, để cho những bạn nào mới chúng ta nắm được cái khái niệm. ngoài ra thì có hai cái điểm rất là hay nữa, về cái mô hình vận hành của những cái sàn phi tập trung, những cái sàn đếch này, thứ nhất là tại vì nó xây dựng theo một cái tinh thần là mở phi tập trung rồi minh bạch, đó nên là rất là nhiều sàn họ cho phép cộng đồng những ai mà nắm giữ cái đồng coi của sàn có thể tham gia vào đóng góp những ý kiến để quản trị, để định hướng cái sự phát triển của những cái sàn này. Thực ra Uniswap là một trong những cái sàn mà có cộng đồng lớn mạnh và mọi người rất là tích cực trong việc đưa ra những cái đề xuất rồi biểu quyết những cái đề xuất mà mang cái tính xây dựng để mà định hướng cho cái hướng phát triển trong tương lai của uniswap đó thì đó là cái điểm thứ nhất cái quyền sở hữu và cái quyền quản trị của sàn là nó nằm trong tay cộng đồng nhiều hơn à, còn những sàn lớn như là binance chẳng hạn thì cái quyền quản lý nó thì gần như là được quyết định bởi cái đội ngũ ceo này kia của cái sàn binance này đó hoặc Coinbase cũng như vậy nó không có cái tính cộng đồng giống như là những sàn phi tập trung tiếp theo là ở trên những cái sàn giao dịch về tài chính thì luôn luôn có những cái đội gọi là đội market maker đội tạo lập uh, thị trường tạo lập thanh khoản công việc của những cái đội này là sẽ mang tiền mang coi lên để cho mọi người uh, giao dịch Đói, các bạn mà muốn mua coi thì đội này sẽ bán coi cho các bạn các bạn muốn bán coi thì các bạn có thể bán cho đội này và đội này sẽ đưa các bạn usdt thì nó giống như là tiệm vàng vậy tiệm vàng nó cũng giống là một loại market maker ở trong thị trường vàng lúc nào họ cũng sẵn sàng chào mua chào bán lúc nào họ cũng có một cái lượng vàng và một lượng tiền rất là lớn để mà đáp ứng cái nhu cầu giao dịch của mọi người tại vì rất là khó để mà cùng một lúc có hai người có cùng một cái nhu cầu gặp nhau nên là vẫn phải có những trung gian trung gian này gọi là market maker những cái đội tạo lập thanh khoản ở trong thế giới tài chính truyền thống để mà trở thành một cái market maker cung cấp thanh khoản trong một thị trường nhất định thì các bạn sẽ cần phải có quan hệ các bạn cần phải có giấy phép rất là nghiêm ngặt rất là khó các bạn tham gia vào trở thành market maker khi mà có crypto thì thực ra là bất cứ ai cũng có thể mở một công ty market maker và cũng rất là dễ để mà có thể đăng ký làm những market maker ở trên những cái sàn giao dịch ngay cả sàn giao tập trung ở trong crypto đó các bạn hoàn toàn có thể viết là những cái phần mềm để các bạn làm market maker ở trên binance hoặc là ở trên Coinbase rất là dễ đó, tuy nhiên thì để mà được hưởng ở à, những cái ưu đãi của sàn Binance, ví dụ như là giảm phí giao dịch cho market maker hoặc là cho các bạn vay nhiều tiền hơn thì các bạn sẽ phải có một cái volume đủ lớn và cũng phải có uy tín nhất định. Nên là nhìn chung là nó dễ hơn để mọi người có thể trở thành market maker ở trong thế giới crypto. Đó miễn là các bạn có đủ tiền, có kiến thức rồi có công nghệ này các bạn có thể làm được. Đó rất là nhiều người thực tế là họ họ đã từ những người bình thường thôi, họ đã tham gia vào lĩnh vực tài chính và họ làm những công việc mà trước đây chỉ có những tập đoàn lớn độc quyền họ mới được làm đó thì thế giới crypto là nó đã thay đổi mọi thứ ngay cả đối với những sàn tập trung hóa rồi đó tuy nhiên thì ở trong những sàn phi tập trung thì nó còn mở hơn thậm chí là không cần phải có kiến thức luôn các bạn chỉ cần có đủ cái nguồn vốn mà nó cũng không cần phải quá nhiều đó các bạn có một số đồng coi các bạn lên các bạn đã có thể cung cấp thanh khoản cho những sàn phi tập trung rồi và các bạn còn đã có thể kiếm được lợi nhuận từ phí giao dịch của mọi người rồi. Thực ra đối với cả một thế giới mở như là cryptocurrency thì Uniswap không phải là cái sàn phi tập trung duy nhất. Có khá là nhiều những sàn phi tập trung khác cạnh tranh với cả Uniswap. Nhưng mà tại sao mọi người vẫn tin tưởng cái dự án này rất là nhiều? Đó là bởi vì cái vị thế dẫn đầu của Uniswap trên nhiều cái chỉ số. Đầu tiên đó là cái chỉ số về khối lượng giao dịch. Đó sàn là nơi mà mọi người giao dịch coi đúng không ạ đó thì cái sàn nào mà có càng nhiều khối lượng để chứng tỏ là hoạt động của nó càng tốt Uniswap có khối lượng trong 24 giờ vừa qua lên tới hơn 700 triệu USD cao hơn rất là nhiều so với cả những đối thủ đứng thứ hai, thứ ba. Curve thì chỉ có khoảng 120 triệu này Pancake có 100, cũng có 120 triệu thôi đó, có nghĩa là đa phần khối lượng giao dịch ở trên thị trường cryptocurrency là là do cái sàn Uniswap này nó tạo ra đó, mọi người tin tưởng và sử dụng nó rất là nhiều cái chỉ số thứ hai mọi người quan tâm đến đó là cái lượng tài sản được khóa ở trên cái sàn đó đó thì cái lượng tài sản này đó chính là cái tài sản của những người mà muốn trở thành những nhà tạo lập thị trường ở trên những sàn đếch này đó thì họ sẽ gửi coi vào ở trên cái sàn này để mà đáp ứng cái nhu cầu giao dịch của mọi người đổi lại thì mọi người sẽ phải trả phí cho những người quốc thanh khoản này đó thì hiện tại um, Uniswap cũng là một cái nền tảng về tài chính phi tập trung về DeFi có cái lượng tài sản được lưu trữ ở trên này rất là nhiều lên tới 3,83 tỷ USD. Đó, tất nhiên là không phải là lớn nhất, Đó, cái cái lượng tiền này nó sẽ nhỏ hơn lượng tiền của những cái nền tảng về cho vay. Ở trong thế giới tài chính phi tập trung thì nó có nhiều cái thể loại, ngoài sàn ra thì còn có những cái nền tảng cho vay rồi những cái nền tảng gọi là staking đặt cọc coi của các bạn vào đó thì thông thường là những cái nền tảng về đặt cọc coi về staking rồi những cái nền tảng về cho vay là nó sẽ có cái lượng tài sản nhiều hơn nó cái bản chất của nó là như vậy còn ở trong cái mảng sàn các bạn thấy được rằng là Uniswap nó có cái cái lượng tài sản được khóa trên đó là 3,83 tỷ thì nó đứng thứ hai sau cái sàn là cái sàn Curve cái sàn Curve thì có 4,76 tỷ USD các bạn thấy được rằng là à Uniswap nó không phải là số 1 về cái cái lượng tài sản được khóa này, Nó gọi tắt là TVL. Đó, các bạn à, mới các bạn có thể làm quen dần với những khái niệm đó chúng ta gọi là TVL, uh, total value lock. Ngày xưa thì uh, đúng là chúng ta sẽ nhìn xem là cái sàn nào nó có TVL càng cao thì nó càng uy tín, đó, chứng tỏ là là mọi người sẽ tin tưởng và gửi tiền lên đây nhiều hơn. Và khi mà có cái lượng uh, tiền lên đây lớn thì cái thanh khoản của nó cũng lớn và cái khối lượng giao dịch thì nó cũng sẽ lớn. À, tuy nhiên thì sau này nhiều sàn nó nó bứt lên hẳn về công nghệ, với cùng một cái lượng TVL nó có thể sản sinh ra được nhiều volume hơn. Các bạn thấy là Uniswap có cái TVL là thấp hơn so với Cardus. 3,83 thì nó bằng khoảng 0,708 0, của 4,76 tỷ. Tuy nhiên cái khối lượng giao dịch của Uniswap nó lớn tới khoảng 5-6 lần so với khối lượng giao dịch của khớp, đó thì đây người ta gọi là sự tối ưu về cái nguồn vốn sử dụng ít vốn hơn nhưng mà lại có thể tạo ra được nhiều cái khối lượng giao dịch hơn cũng như là thu về được nhiều phí hơn đó thì đây là một cái sự ưu việt của công nghệ của uniswap so với cả rất là nhiều sàn khác và lý do tại sao mà hiện tại uniswap nó vẫn đứng số 1 ở trong cái mảng sàn phi tập trung để mà có thể giữ được cái vị trí số 1 này thì cái sàn này họ liên tục họ phải cải tiến họ phải phát triển về lịch sử phát triển thì cái sàn Uniswap này nó bắt đầu đi ở vận hành vào tháng 11 năm 2018 với cái phiên bản V1 là Proof of Concept đã có nghĩa là chuyển một cái ý tưởng thành một cái phiên bản sản phẩm đầu tiên nó rất là cơ bản để cho mọi người sử dụng thử xem sao thì sau cái khi vận hành cái phiên bản Proof of Concept này khoảng gần 2 năm thì tháng năm 2020 thì họ ra Uniswap V2 với những cái tính năng và những cái tối ưu mới đó và từ đó trở thành cái sàn giao dịch tập trung cái sàn DEX số 1 ở trên thế giới cryptocurrency. Từ tháng năm 2021 vào ngay giữa cái thời kỳ uptrend mạnh và nhất của thị trường, Uniswap họ đã ra cái phiên bản là Uniswap P3 cải tiến thêm một lần nữa. Thì với cả cái Uniswap P3 này thì họ có một cơ chế là cơ chế tập trung thanh khoản. Đó, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản tối ưu vốn của mình lên tới 4.000 lần À, những bạn nào mà chúng ta à, yêu thích về công nghệ về kỹ thuật chúng ta có thể đọc cái phần này kỹ ở đây thì mình nói đơn giản thôi vấn đề đối với cả blockchain hiện tại là cái công nghệ này vẫn còn khá là mới nó chưa cho phép chúng ta có thể xây dựng được những cái sàn hoạt động theo cái cơ chế order book cái cơ chế sổ lệnh giống như là ở trên những cái sàn uh, truyền thống những cái sàn truyền thống hiện tại thì vẫn đang chiếm đa phần khối lượng đó, Binance thì khối lượng một ngày lên tới khoảng gần 7 tỷ đô la vẫn gấp khoảng 10 lần so với cả cái ông Uniswap mặc dù hiện tại thì những sàn đếch nhiều người sử dụng hơn thật, nhưng mà đa phần khối lượng vẫn là ở trên những cái sàn tập trung theo kiểu truyền thống lý do là bởi vì những sàn này họ sử dụng cái mô hình là mô hình sổ lệnh, sẽ có rất là nhiều những lệnh chào mua, chào bán ở đây, đúng không ạ? Các bạn có thể đặt lệnh chào mua, chào bán được, nhưng mà đa phần những lệnh này là do market maker đặt đó để các bạn có thể mua bán với cả cái sổ lệnh này. thì đây là một cái cơ chế gọi là à, gọi là tối ưu nhất về vốn. vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là với cùng một cái lượng vốn tạo ra được càng nhiều volume giao dịch thì nó càng tối ưu về vốn đúng không ạ? thì cái cơ chế order book hiện tại là cái cơ chế mà tối ưu về vốn nhất đó với ít cái vốn nhất có thể tạo ra được cái volume lớn nhất. thì hiện tại vì công nghệ blockchain chúng ta còn khá là mới nên là chúng ta vẫn chưa thực sự là có những sàn order book những cái sàn sổ lệnh ở trên blockchain được đợt trước thì ở trên hệ Solana thì chúng ta có cái sàn gọi là sàn serum nhưng mà sau khi mà FTX sập thì cái cố gắng xây dựng sàn serum này thì nó cũng toang rồi và Solana thì cũng gặp rất là nhiều trục trặc hiện tại thì theo mình biết là vẫn chưa có những cái sàn order book thực sự là mạnh ở trong thế giới cryptocurrency để chúng ta có thể giao dịch spot còn đối với cả cái giao dịch phái sinh thì có rồi chúng ta có DYDX là giao dịch sổ lệnh nhưng mà giao dịch phái sinh thôi trade future thôi còn giao dịch spot sổ lệnh thì ở trong cái thời gian đích thì mình theo mình biết là vẫn chưa có sản nào thực sự là lớn là uy tín ngay cả Uniswap thì hiện tại vẫn chưa xây dựng được một cái sổ lệnh ở trên blockchain tuy nhiên thì họ có một cái cơ chế gọi là cơ chế tập trung thanh khoản concentrated liquidity thì nó cũng gọi là cố gắng tiệm cận so với các cái sổ lệnh À, để mà cho phép những nhà cung cấp thanh khoản Có thể tối ưu cái vốn của mình Với ít vốn Mà vẫn có thể tạo được nhiều volume Hoặc là nói khác là đáp ứng được nhiều volume Từ các người dùng Và thu được nhiều phí nhất Cũng như là ở cái phiên bản V3 này Thì có cái tính năng là cung cấp đa dạng Các cái lựa chọn thu phí Cho các cái nhà cung cấp thanh khoản à, Ví dụ như là với cùng một cặp Là ETH USDC chẳng hạn Thì sẽ có 3 đến 4 mức phí đã 0,03% này. Rồi 0, phải mình xin lỗi không 3% này, không phải 1%. 1% đó thì theo mình nhớ nó là như vậy. Tùy xem là các bạn sẽ muốn cung cấp thanh khoản cho cái cặp với cái mức phí nào. Đó. Và nó cũng nâng cấp cổng dữ liệu để cho phép những cái dự án có thể dễ dàng tích hợp Uniswap. Hiện tại thì ở trong thế giới DeFi thế giới tài chính tiêu chung thì các bạn thấy được rằng là rất là nhiều dự án họ liên kết với nhau họ liên kết, họ sử dụng những thanh khoản của nhau rồi họ sử dụng chức năng của nhau, nó thành một cái mô hình khá là hay ở trong cái thế giới tài chính mới này. đó thì Uniswap họ nâng cấp cổng dữ liệu để cho những dự án khác có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ của họ. về nhà sáng lập thì nhà sáng lập của Uniswap và hiện tại cũng đang làm CEO của cái tổ chức là Uniswap Labs là một người cũng khá là trẻ, sinh năm khoảng 1994 hiện tại là khoảng 29, gần 30 tuổi thôi. Đó, học vấn của anh này là làm cử nhân kỹ sư cơ khí đại học Stony Brook ở Mỹ từ năm 2012 tới năm 2016 kinh nghiệm thì anh từng làm nghiên cứu sinh ngành y tin đại học Columbia trong cái quá trình anh ấy làm cử nhân đại học Stony Brook thì anh ấy cũng đi nghiên cứu ở đại học Columbia luôn đó rồi khi ra trường thì làm kỹ sư tại công ty Siemens một công ty của Đức làm từ 2016-2017 là làm một năm sau đó thì khởi nghiệp trở thành founder và CEO của Uniswap Labs và làm ra cái sàn dex số 1 ở trên thị trường crypto thì hiện tại. là nói chung là một người rất là có duyên với cả cái thế giới crypto đúng không ạ? Vừa mới làm đã thành công luôn. Một cái điểm mạnh của Uniswap hiện tại thì nó không chỉ ở nằm ở cái vấn đề về công nghệ mà nó còn nằm ở cái hệ sinh thái. Uniswap hiện tại thì không chỉ triển khai ở trên Ethereum mà còn mở rộng ra khá nhiều những blockchain khác các bạn có thể lên DeFi Lama các bạn xem các bạn thấy rằng là Uniswap hiện tại thì đang triển khai ở trên những cái blockchain là Ethereum này, là Polygon, Arbitrum, Optimism này, là ngay cả Celo cũng có mặc dù là Celo hiện tại khối lượng giao dịch rất là thấp, là có nghĩa là có 5 cái blockchain có Uniswap rồi. Và sắp tới thì còn chuẩn bị là họ triển khai ở trên cả cái BNB trên của cái sàn Binance nữa. Đó là 6 blockchain tất cả rất là hay đúng không ạ thực ra đối với cả những cái dự án về ứng dụng như này đúng không ạ sàn nó cũng là một ứng dụng đó, nhưng mà cái quy mô tổ chức của nó ở trên nhiều blockchain khác nhau và nó có những cái công nghệ rất là hay so với các đối thủ và nhiều người tin tưởng sử dụng nó thì cái độ uy tín của những cái dự án như vậy thì nó cũng không thua kém những cái dự án coi nền tảng là mấy đó nên là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý cũng cần phải đề tâm khi mà các bạn tìm những cái dự án tiềm năng để đầu tư thì cái nhóm những cái dự án về ứng dụng mà họ triển khai ở trên nhiều blockchain và có cộng đồng lớn rồi nhiều người sử dụng đó cũng là những cái dự án rất là tiềm năng cũng có nhiều cái ứng dụng đó, những cái dự án khác họ tích hợp uniswap vào nó tận dụng những thanh khoản những chức năng rất là tốt của cái sàn này các bạn thể lên uh, uniswap.org ecosystem có rất là nhiều những cái dự án như vậy đó và cộng đồng của uniswap cũng là một cộng đồng hoạt động rất là tích cực họ thường xuyên là đề xuất ra những cái proposal mới để định hướng phát triển của Uniswap, Đã, cũng như là mọi người cũng rất tích cực tham gia vào biểu quyết cho những cái quyết định mới. Đó, các bạn thể thấy cái số lượng xem rồi số lượng hoạt động ở đây. Đó. Về backers, có những người đứng đằng sau những nhà đầu tư hỗ trợ cho dự án, thì khi mà dự án vừa mới bắt đầu làm thì chỉ có cái người CEO và founder đây thôi đúng không ạ 2017 thì anh uh, này làm việc uh, một mình đó, gần như là làm việc một mình uh, cũng như là một số những người bạn nữa chưa có sự hỗ trợ gì nhiều nhưng mà tới khoảng uh, tháng 8 2018 thì bắt đầu nhận được 100.000 đô từ Ethereum Foundation đó, một cái uh, tổ chức để mà phát triển cái hệ sinh thái Ethereum đó, cái này là grant không phải khoản đầu tư có nghĩa là cho luôn đó, cho luôn thấy cái người này tiềm năng thì cho luôn đó, cầm tiền đấy đi để mà xây dựng tiếp ý tưởng của mình thì tới tháng 11 năm 2018 thì chúng ta có Uniswap V1 và bắt đầu hình thành cái sàn của Uniswap Uniswap người bắt đầu dùng nhiều thì những nhà đầu tư lớn mới thấy cái tiềm năng của dự án này và rất là nhiều quỹ họ đã rót vốn vào trong Uniswap chúng ta có quỹ A16Z này, rồi Coinbase Venture này, Pantera này, Parafy, Pradam, ngay cả Seattle Capital, thời đó thì Seattle Capital vẫn còn tồn tại và vẫn rất là mạnh đây toàn là những cái ông lớn ở trong thế giới đầu tư crypto, đó thì họ rót vốn vào Uniswap à, trong cùng một vòng, đó các bạn thấy được rằng là à, những đội này đã thấy cái tiềm năng của Uniswap rất là ổn đó. À, tuy nhiên thì cái số tiền mà họ đầu tư thì họ không công bố, không biết là bao nhiêu cả. đó thì đó là backers của Uniswap. Về tokenomics thì cái đồng coin Uni là cái đồng coin uh, quản trị, có nghĩa là khi mà các bạn nắm giữ đồng coin này các bạn có thể uh, đề xuất những cái proposal lên trên cái diễn đàn mà mình vừa chia sẻ sau đó các bạn có thể vote cho những cái proposal của người khác và những cái proposal này thì đó là những cái ý kiến để mà định hướng cái hướng phát triển của Uniswap cũng như là để quản trị cái hệ thống này thay đổi một số những cái thông số ngoài ra thì chúng ta những cái người mà nắm giữ cái đồng Uni á, thì họ cũng là những cái gọi là cái cổ đông những người mà làm chủ ngân quỹ cộng đồng đó thì thông qua cái phiếu bầu của họ thì chúng ta có thể có thể uh, đã quyết định được là sẽ sử dụng cái ngân quỹ này vào những mục đích gì và cái ngân quỹ này nó có cái quy mô khá lớn các bạn thể thấy rằng là hiện tại uh, chúng ta có số liệu ở trên Dune Analytics thì cái giá trị ngân quỹ lên tới 2,8 tỷ USD đó 2,8 tỷ USD đó có nghĩa là cái dự án này họ có rất là nhiều tiền và khi mà cộng đồng biểu quyết này kia họ cộng đồng có thể sẽ sử dụng cái nguồn tiền này để mà phát triển hệ sinh thái phát triển cái sàn này hơn Và tiếp theo một cơ chế rất hay Là fee switch, là fee switch. Hiện tại tất cả Cái phí giao dịch ở trên Uniswap Sẽ trả cho những người Mà cung cấp thanh khoản Còn cái sàn này họ không cầm tiền của người dùng là Mà toàn bộ tiền này sẽ chuyển cho Những người quốc thanh khoản Nhưng mà khi mà bật cái cơ chế fee switch này lên Thì một phần cái phí đó có thể là sẽ được Chuyển về ngân quỹ Thì cái sàn này sẽ bắt đầu có doanh thu nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là vẫn chưa thực sự là bật cái fee switch này lên vào tháng 12 năm 2022 năm ngoái thì bắt đầu mới có những cái những cái ý kiến là bật cái fee switch này tuy nhiên thì mới chỉ là bật theo kiểu là bật pilot, bật để thử nghiệm mà thôi ở trên một số những cái cặp nhất định. Có lẽ là trong năm 2023 này nếu mà mọi thứ tốt thì khi mà cái fee switch này bật lên thì nó sẽ là một cái thông tin tốt để mà đẩy giá token Uni. Tuy nhiên bây giờ cái thông tin này nó vẫn khá là low key, nó vẫn khá là à, khá là không được truyền thông rộng. Các bạn quan à, tâm bạn sẽ để ý đến cái thông tin này nhiều hơn. Về vốn hóa thì hiện tại vốn hóa lưu thông của Uniswap là 4,9 tỷ USD, vốn hóa pha loãng là 6,5 tỷ. đa phần những cái token thì đã được mở khóa rồi. đó. lưu thông hiện tại là lên tới 753 triệu trên tổng số token max là 1 tỷ token. Đó nên là cái lạm phát nó không còn quá nhiều nữa. À, Lý do là bởi vì cái đồng coin này là nó đã hình thành và phát triển ở trên thị trường được khá là lâu rồi, nó không phải là một dự án mới. Dự án mới thì thường là sẽ có cái lạm phát cao hơn. Tiếp theo là về phân tích kỹ thuật thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phân tích kỹ thuật của mình về cái đồng Uni. chúng ta xác định xem là sắp tới à, nếu mà thị trường tăng trưởng tốt trong năm 2023 này thì uniswap có thể tăng lên mức giá bao nhiêu nó sẽ cùng bật chặt tuần lên bật chặt tuần thì sẽ dễ phân tích hơn hiện tại vào thời điểm tháng 6 năm 2022 năm ngoái thì Uni đã tạo đáy rồi. Nó đã tạo đáy khi mà gặp một cái khu vực hỗ trợ uh, khối order block từ 2.2 tới 4.5 đô la. Điều này cho thấy là cái đồng coin này nó tạo đáy khá là sớm. Rất là nhiều đồng coin tới tận tháng 11 năm ngoái còn đâm rất là mạnh nhưng mà cái điểm thấp nhất hiện tại của cái đồng coin Uni này đã lập được từ tháng 6 rồi. Đó cho thấy là cái lực mua đối với cái đồng Uniswap này nó diễn ra khá là sớm so với mặt bằng chung của thị trường. Lúc này thì giá nó đang hình thành một cái mô hình gọi là breakout, đó, chúng ta có một đoạn tích lũy, tích lũy ở trong cái giai đoạn là từ từ thời điểm tháng 6 cho tới thời điểm tháng 12 hai. Tuy nhiên thì kể từ tháng 12 đến tháng 1 vừa rồi Thì giá đã break out khỏi cái khu vực tích lũy này rồi Đúng không ạ? Nếu mà tiếp tục tăng trưởng thì chúng ta có một số những cái target tiềm năng. Ở đây thì mình đã tổng hợp lại. Đó là 9 đô này, 13,9 đô, là 27,1 đô. Đó, hiện tại giá đang là 6,4 đô, nếu mà lên cái target đầu tiên thì sẽ tăng trưởng khoảng 37%. Target thứ hai là target 13,9 đô thì sẽ tăng trưởng là khoảng x2, đã 100% target thứ ba chúng ta sẽ có sự tăng trưởng là khoảng ba trăm phần trăm có nghĩa là x 4 đó thì bản thân mình cũng không thể biết được rằng là chúng ta có đạt được cái target đó hay không tại vì thị trường luôn luôn là không thể đoán định được đó nhưng mà trường hợp là thị trường mà tốt đẹp không có cái biến cố gì quá lớn xảy ra biết có tiếp tục tăng trưởng hai nghìn ba này thì mình nghĩ là nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt được những cái target này đó thì đó là cái phân tích kỹ thuật để cho các bạn tham khảo còn tất nhiên là nếu mà thị trường tốt đẹp nữa, có uptrend mạnh vào 2021 chẳng hạn và Uniswap vẫn giữ cái vị trí độc tôn của mình thì chúng ta không loại trừ trường hợp là giá sẽ có thể uh, test cái all time high cũ và thậm chí có thể tạo những cái đỉnh mới. Đó. Để kết luận lại thì bản thân mình thấy Uniswap thực sự là một cái dự án tương đối an toàn để chúng ta đầu tư ở trên thị trường cryptocurrency. Mình nói là tương đối an toàn tại vì thực ra là cả lĩnh vực crypto này nó vẫn còn khá là mới để xét về sự an toàn thì chắc chắn là không thể nào bằng chúng ta đầu tư vào cái cổ phiếu blue chip ở trên thị trường thế giới hoặc là ngay cả ở Việt Nam đúng không ạ? Và tại vì đầu tư crypto thì chúng ta chưa có cái luật pháp quy định rõ ràng, không công nhận nhưng mà cũng không cấm đúng không ạ? À, chúng ta vẫn ở trong cái vùng xám đối với cả luật pháp đối với crypto đó thì cái rủi ro nó nhiều hơn nhưng mà ở trong thị trường crypto nói chung thì mình cảm thấy Uniswap là một cái dự án có công nghệ tốt này, cộng đồng ok này, liên tục phát triển và hiện tại cái vị thế vẫn đang là số 1 ở trong cái mạng sàn Sandex. Các bạn lưu ý là chúng ta nếu mà so sánh Sandex thì sẽ phải so sánh cái Sandex Spot và Sandex dex Futures thì nó sẽ là hai cái mảng nó nó tách nhau ra. Sandex Future thì thường là nó sẽ có khối lượng cao hơn, lý do là bởi vì người ta có cái mức đòn bẩy rất là cao. Nhưng các bạn thấy rằng là sàn DYDX nó sẽ có cái khối lượng cao hơn cả cái sàn Uniswap. Tuy nhiên DYDX là cái sàn futures Còn sàn Dexport thì nó lại mang một cái ý nghĩa khác Tại vì ở trong cái giai đoạn mà thị trường FOMO Đa phần những cái dự án mới mà ít nhiều lần là những cái dự án mới chỉ có spot thôi Tới khi nào mà nó lên những cái sàn lớn rồi thì nó mới phát hành future Ở trong downtrend các bạn thấy rằng là cái khối lượng của DYDX nó có thể cao Nhưng mà ở trong cái uptrend FOMO thì nhiều khi là cái khối lượng của à, của Swap nó sẽ tăng lên và nó sẽ vượt DYDX đó nên là các bạn tìm dự án thì mình nghĩ đó là một điểm các bạn sẽ cần phải lưu ý dự án cũng rất là tích cực triển khai trên những cái trên quan trọng và hiện tại thì cái công nghệ của Uniswap thì vẫn đang được một cái giấy phép bảo vệ nên là các cái dự án khác sẽ khó có thể copy công nghệ này đó tuy nhiên thì điểm yếu thì nó cũng vẫn rất là rõ ràng thôi đúng không ạ đó là cái công nghệ blockchain nó vẫn còn khá là mới và nói thẳng ra thì vẫn chưa tốt giống như là chúng ta giao dịch ở trên những cái sàn tập trung cái trải nghiệm của người dùng nó không tốt bằng và thứ hai là những cái đội market maker họ cũng vẫn thiên về tạo lập thanh khoản cho những cái sàn tập trung hơn đó tại vì nó tối ưu về vốn cho họ hơn tuy nhiên thì sau những cái lùm xùm vừa rồi ví dụ như sự sập của FTX thì mọi người cũng đang nhận ra cái giá trị của sàn dex và họ đang chuyển dịch dần sang những cái sàn này đúng không ạ à, nên là chúng ta à, vẫn có những cơ hội về cái tăng trưởng về volume của sàn Uniswap nói riêng và rất là nhiều sàn đếch khác thì đó là cơ hội và đầu tư cái token này về dài hạn về mặt cơ bản. Ngoài ra thì như mình đã chia sẻ, cái việc cung cấp thanh khoản cho cái sàn Uniswap e này cũng là một cơ hội mà những cái bạn nào mà yêu thích kỹ thuật, chúng ta muốn có một cái nguồn thu nhập về income về cái doanh thu về cái dòng tiền thì chúng ta có thể cân nhắc cái cơ hội này. Còn về thách thức thì bản thân mình nghĩ đó chính là về mặt công nghệ thôi. Đối với cả những sàn giao dịch thì nếu mà cái trải nghiệm giao dịch nó tốt hơn rồi nó tối ưu về cái mặt vốn và volume hơn thì chắc chắn là đó sẽ là thế mạnh của những cái dex. đó nên là chúng ta rất là sợ nếu mà có một cái sàn nào mà họ phát triển một cái công nghệ nó đỉnh hơn công nghệ của uniswap ví dụ như là công nghệ về sổ lệnh chẳng hạn thì rất là dễ để mà có thể xoán qua uniswap thì đó là một cái thách thức một cái rủi ro chúng ta khi mà đầu tư lâu dài chúng ta cũng cần phải lưu ý Ok, đó là những cái chia sẻ của mình về cái đồng coi Uni và dự án Uniswap. Rất là mong là thông qua video này các bạn đã nắm được những cái nét căn bản và quan trọng nhất về cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trên kênh Mr. Coin và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.